Hello, em mình xin mến chào các bạn. Đây là cái màu hồng em mình đã sơn keo xong cho cô khách nha. Bây giờ em mình sẽ vẽ một cái mẫu dạng đơn giản, các bạn coi cây mình vẽ gì nha. Rồi, một cái bên đây, cây mình có thẳng lên nè. Mày xuyên qua rồi, các bạn thấy em mày đã vẽ những cái lai xong rồi ha. Bây giờ cái bước kế tiếp em mày sẽ dùng cái gel đặc nè, gel đặc màu trắng nha các bạn. Em mày sẽ dùng cái đầu chấm em mày lấy cái gel đặc đây, các bạn thấy không đây. Đây, mình chấm nó nhỏ lại nha các bạn, mình nó cái đầu nhỏ chấm cho cái mực nó nhỏ lại. Rồi các bạn thấy không, một nhánh. Rồi bên đây mình sẽ chấm màu trắng trước luôn. Rồi màu trắng em mình đi cái đường xéo bên đây, mình chấm cái cây này đi nha. Mình đi từ cái mục bự lên mục nhỏ nha các bạn. Các bạn thấy không, nó nhỏ lại rồi, mày chùm cái đầu nhỏ, mày chấm thêm những cái chấm nhỏ nè. Nhìn lên cái ngọn mình nhỏ nó mới đẹp nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tới cái màu đen, cái gel đặc màu đen. Rồi, mày chấm cái màu đen này. Màu đen thì mình cũng chấm như màu trắng nha các bạn. Đây mình chấm hai mục bự rồi đó. Giờ mình chấm mục nhỏ nè. Rồi. Đây mình chấm mục bự đây. Đây mình thấy hai mục bự rồi. Đây mình chấm mục nhỏ nè đó. Dính cái tay mình không biết các bạn có thấy không? Rồi, các bạn thấy rất là đơn giản. Bây giờ mình sẽ kéo thêm chút xíu những cái đường kim tuyến nha. Cái đường kim tuyến cho ở dưới cái gốc nè. Rồi, đây cũng vậy. Cái kim tuyến này là kim tuyến màu chứ không phải là kim tuyến, không phải là kim tuyến, kim tuyến hộp nha các bạn. Rồi cái bước kế tiếp em mình đã xong nè, vẽ bằng keo đặc hai chấm nha các bạn. Nó cái mẫu vẽ nó cũng rất là đơn giản. Rồi bây giờ em mình sẽ dùng cái gel keo loại này, em mình sẽ dùng cái hiệu keo nhện loại này, đây là màu xanh nha. Rồi màu hồng, màu blue nè các bạn. Mình sẽ kéo đơn giản những cái sợi cho cô khách này thôi. Rồi trước tiên là mình đi màu xanh nha. Cái này mình phải để ngón tay khách cho nó gần lại. Rồi em mình đi sợi to nha các bạn. Rồi em mình đi một sợi thôi, em mình cho hơi, em mình không có kéo nhiều sợi tại em mình đi ba màu. Rồi bên đây cũng vậy, em mình đi một sợi xanh thôi. Bạn thấy là mình phải để cái ngón tay khách lên gần, cái này mình kéo không ấy là nó không có đẹp. À, còn cái dính đó là mình chùi ra nhé các bạn, mình lấy miếng giấy, lấy alcohol là mình chùi ra thôi. Rồi một đường màu xanh, bạn thấy giống như mình vẽ lai vậy, nhưng mà cái loại này nó sẽ cộm lên, cái đường nó sẽ rất là dày lên. Rồi mình cho hơi tí xíu thôi, mình cái máy nó chán quá mình không có thấy vẽ, các bạn không thấy. Rồi tiếp đây mình đi một sợi màu xanh này nữa.
chúng ta cắt xuống cho gần nè các bạn, tại mình muốn đi cái sợi. Các bạn thấy mình muốn đi cái sợi cái cọng cho nó to ăn chút. Rồi. Bên đây cũng vậy. Rồi, move your hand to clear. Các bạn thấy không, mình kéo xuống là nó rớt xuống liền. Rồi, đơn giản lắm các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một hai sợi màu hồng nè. Cái này để khi mà mình, các bạn biết mình đi cái nail mà cái nền đen ở những cái sợi này kéo lên nó đẹp lắm. Nhưng mà tại cô này cô không có muốn sơn cái màu đen. Rồi, giờ bên đây nè. Rồi, lại mì đã xong đó các bạn thấy em. Cái loại này nó nhiều màu nhưng mà mì chỉ làm đơn giản cho cô này là chỉ mấy màu tượng trưng này thôi. Nếu mà các bạn muốn mua cái này giống em mì thì các bạn cứ vô Amazon mua nha các bạn. Nếu các bạn mà coi video các bạn tìm muốn không có thì các bạn cứ comment với video đi, em mì sẽ cố gắng trả lời dán cái link cho các bạn. Nhằm khi em mì bận quá không có trả lời liền các bạn cũng thông cảm cho em mì nha. Rồi bây giờ em mì đã xong. Bây giờ em mì sẽ lấy một tí xíu màu trắng nha các bạn. Đây một số còn chút xíu màu trắng cái treo nhện này nè. Cái loại này là loại khác nữa, em mì có rất là nhiều loại. Cái loại màu nó rất là nổi các bạn thấy không. Bây giờ em mì sẽ kéo một cái sợi màu trắng này vô nó. Em mì lấy cho mỏng chứ không lấy cho dày nha. Rồi một chút xíu cho nó kiểu một chút đó. Rồi em mì đã xong. Rồi bây giờ em sẽ cho hai tay bên đây. Rồi bên đây cũng vậy, em sẽ kéo dài sợi keo nhện màu trắng lên cái móng của cô khách này nha. Rồi giống như cái mẫu vẽ mình đã vẽ xong rồi đó các bạn. Cái mình mới chèn sợi và keo nhện nó bủ lên trên đó. Rồi này mình đã xong luôn. À, mình chia sẻ với các bạn bốn ngón vẽ rất là đơn giản luôn các bạn thấy không. Rồi bây giờ cái bước cuối cùng em mình sẽ bỏ thớt treo lên nha. Sau khi em mình bỏ thớt treo lại, mình đã hoàn thành cái bộ móng ngày hôm nay. Em mình chia sẻ với các bạn cái mẫu là rất là dễ, rất là căn bản luôn, giả cho cái mùa hè của năm 2021 nha các bạn. Bây giờ em mình xin tạm dừng video tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.